Chị sao bác sao chồng ôi ngon lành nha, ấm đúng không, ấm đúng không, ôi ghét sao, ghét sao, tai ghét sao, nói chung là đã lắm đó chị, em trả tiền lại cho anh đi. hết hồn anh ơi. Đây là trung tâm đổ ra, mình lịch sự, mình giảm âm thanh nhỏ nhỏ. Không biết trả tiền đưa tôi đi. Hôm bữa em kêu đi vay ngân hàng cho em độ lo, độ xong em xách cặp lo đi mất tiêu, giờ tiền ngân hàng anh trả cả. Đàn ông gì? Hồi xưa em nói là em thủy chung trước sau như một thì đúng, nhưng mà sao tự nhiên cái độ lo xong cái em không vậy nữa, rồi em xách cặp lo đi mất tiêu rồi vậy. Đúng rồi, hồi xưa là em trước sau như một, nhưng mà giờ em khác rồi anh nhìn nè. Đâu không biết khác rồi, nhưng mà giờ khác gì tiền ngân hàng đầu anh cả với anh cả. Tiền ngân hàng anh thiếu thì anh trả đi anh ơi. Nhưng mà cặp lo anh đâu có giữ, em xách cặp lo đi mất tiêu à. Theo chuyện của anh chị em không có ý kiến, nhưng mà anh hỏi thiệt nha, lo được không? Cặp lo này xách đi đâu mà tôi không có biết. Nghe thử coi, nghe thử chưa? Không có được nghe, trả tiền lại ngân hàng cho tôi đi. Trời ơi anh ơi, anh là đàn ông á, anh rộng lượng lên đi, anh vị tha, anh bao dung lên đi. Đàn ông gì mà chưa chia tay mà đòi cặp loa rồi. Anh thiếu thì anh trả đi, em đâu có thiếu đâu em. Nhưng mà cặp loa anh đâu có giữ. Thôi nha. Thôi cái gì, giờ ngân hàng nó dí anh cà tùm lum, trả tiền đi. Nhìn nè. Gì? Nhìn nè, anh nhìn tôi đi, nhìn tôi bây giờ đi, rồi nhìn lại anh đi. Trời ơi, có xứng không? Cũng đẹp mà. Đã ở một cương vị khác rồi, anh không còn xứng với tôi nữa. Anh về anh thay đổi đi. Khi nào mà hai đứa mình hợp nhau á, xứng với nhau á, thì lúc đó quay lại. Không, trả tiền ngân hàng đó với anh cà. Bây giờ đi. Cặp lo em xách đi mất tiêu ngân hàng đó. Lấy tiền à, trời ơi.